đến với video về sử dụng của OD Việt Nam. Ngày hôm nay tôi xin dẫn các bạn sử dụng Gen 2 để chuẩn đoán trên xe Fortuner 2017 hiện xe đang gặp lỗi. Ta hãy cùng xem thế này bị lỗi gì nào. Vâng, và đây là hiện tại xe đang báo lỗi đèn động cơ. Sau khi kết nối Gen vào xe thì chúng ta sẽ tiến hành đọc lời xem hiện tại xe đang gặp phải lỗi gì. Chúng ta tiến hành kết nối. Xe này là Toyota Fortuner đời 2017. Chúng ta sẽ vào Toyota. Thị trường quốc tế. Dắt chuẩn đoán 16 chân. Chúng ta sẽ quét toàn bộ xe coi xe còn gặp những lỗi gì khác không. Bấm OK để bắt đầu. Vâng, sau khi đã quét xong thì ba lỗi. Đây, hiện tại là hệ thống điều khiển động cơ đang báo có 6 lỗi. ABS và VSC sẽ có 1 lỗi và đồng hồ công tơ mét đang có 1 lỗi. Chúng ta vào lần lượt kiểm tra mọi lỗi từng hệ thống. Đầu tiên là chúng ta đọc mọi lỗi của hệ thống điều khiển động cơ. Xe hiện tại đang báo có 3 lỗi hiện tại và nhiều lỗi lịch sử. Có lỗi đây là nhiệt độ của khí nạp, lưu lượng khí nạp và nhiệt độ của nước làm mát. Hiện đang báo 3 lỗi này. Chúng ta tiến hành vào data để xem lại dữ liệu hiện tại. Và đây là dữ liệu hiện thời của chiếc xe. Chúng ta có thể thấy là lưu lượng khí nạp và nhiệt độ khí nạp hiện đang báo là âm 40 độ C và 0 gam. Đó là không có dữ liệu từ các cảm biến này gửi về hộp. Nạp phần tua lên cao và vẫn không thấy giá trị này. Gen 2 của chúng ta cũng có hỗ trợ đọc được rất là nhiều dữ liệu từ cảm biến gửi về xe. Nhiều giá trị. Đây là áp suất của đường ống Comarel. Xe máy dầu thì sẽ rất cần những giá trị này. Chúng ta bắt đầu qua những hệ thống khác để kiểm tra mã lỗi. Nó vào hệ thống ABS. Hiện hệ thống ABS đang báo là ngắn mạch điện tới cảm biến phía trước bên trái của cảm biến bánh xe. Chúng ta sẽ tiến hành xóa lỗi. Lỗi này chỉ là lỗi lịch sử thôi, là do những người thợ trước đã sửa rồi nhưng mà chưa xóa lỗi. Và lỗi cùng đồng hồ công tơ mét. Chúng ta tiến hành đọc lỗi của hệ thống đồng hồ. Đây, hệ thống báo là mất kết nối với hệ thống phanh ABS. Hệ thống phanh. Nhưng mà trạng thái cũng là lỗi lịch sử. Chúng ta tiến hành xóa lỗi. Rồi, vậy là vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn sử dụng được Gen 2 để chuẩn đoán xe Fortuner 2017 này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. We'll be right back.